Chúa, ôi cao sang diễm huyền, Ngài đã mang khải tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Cho các gia đình
chúng ta, đó là niềm vui, hạnh phúc và bình an không chỉ đời này mà cả đời sau nữa. Trong tâm tình này, giờ đây của chúng ta hãy thành công xã hội để xứng đáng thực hành một nhiệm vụ này. Tôi nhận. Tôi nhận.
cách nào sự ra đi, thiên thần Chúa chỉ ta với ông đưa xe trong lúc mù mờ. Hãy thức dậy đêm ngày đi và mẹ người chúng sang Ai Cập và ở mò trong thân khi tôi báo lại ông. Vì theo đêm sau sự tìm kiếm ngày đi để sát hại người, ông thức dậy đêm ngày đi và mẹ người lên đường chúng sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó trong thân khi theo đêm băng hà hầu làm chắc cho nhiều chuẩn dụng nghĩa thiên chi mà bản thân ta khỏi con ta ra khỏi Ai Cập. Bây giờ theo đêm thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở bên đây và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống tính theo thời gian mua bắt gặp kẻ hỏi các đạo sĩ. Thế là thiện lời tiên tri Giê-rê-mi-a đã nói, tại sao ta người ta nghe tiếng khóc than bất nở, đó là vì bà đang nghe than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà vì các con bà không còn nữa. Khi Herode văn hà thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo, hãy trở về đem con trẻ và mẹ người về đất Israel vì những người tìm hài mạng sống người đã chết. Ông liền trở về đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, nhưng nghe rằng Abel là quốc sư Giuda hay cho Herode là cha mình thì Giuse sợ nhanh về đó. Đừng bảo trong giấc mộng ông lại sang hiện vận sự Galilea và đồng cư trong thành gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là Nazareth. Chồng ba người đó còn chết ngay à? Thế này á,
Yeah.
Rồi biết có lời thảo hiếu
đâu tìm đăng tới mấy vậy mình khảo hiếu cha mẹ được tới mấy à đúng rồi điều đăng thứ tư dạy mình phải khảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như đang hoàn thành con đang còn tuổi ngàn tròn đó con cũng như các anh chị lớn đã mình còn cha còn mẹ thì hãy thảo kính cha mẹ sống thảo hiếu với cha mẹ với đấng bảo vệ trên của mình để được Thiên Chúa ban ơn thảo hiếu với cha mẹ thì sẽ hóa lấp được cái tội lỗi của mình sống thảo hiếu thì sẽ được Chúa ban ơn chứa đầy ơn phúc nó sống thảo hiếu thì Chúa sẽ làm cho mình được chứa đầy nhà sống thảo hiếu nhau với cha mẹ nha. Ngày hôm nay cha thấy nhiều rất nhiều bạn rất nhiều người chưa sống thảo hiếu với cha mẹ ấy nha. Còn những gia đình vẫn chửi lại chửi theo lâu lâu cho ngồi và tội cha con đã có chửi thề con chửi cha chửi 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 thề chửi thầm á con đã chửi nó chửi thầm chửi thầm căng thẳng lên nguy hiểm vô cùng đó còn chưa có cảm nhận đó là phần bộ phần các con giờ đến phần cha phần mẹ đức mẹ Maria là người mẹ. Lại có một người bạn mình nói người mẹ yêu thương con, chăm sóc con và lo cho con mọi sự. Thì đức mẹ có làm điều đó không? Có. Nó nhỏ thế con. Con. Đức mẹ cũng như bao người mẹ đã bao những người mẹ khác. Nó cũng gặp những hoàn cảnh khó khăn, cũng gặp hoàn cảnh rất là yếu đuối, nhiều thứ nó đổ vào tới gia đình này lắm, mà mẹ vẫn là tốt cái vai trò của người mẹ ở trong gia đình, luôn đưa lên tiếng xin vâng, tiếng xin vâng là để mẹ làm theo thánh ý của Chúa. Tiếng xin vâng là để mẹ chấp nhận mọi thử thách khó khăn trong cuộc sống để mà chu toàn cái bổn phận trách nhiệm của người vợ và người mẹ ở trong gia đình một cách tốt đẹp. Luôn lắng nghe đức mẹ, lắng nghe lời của Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và đem ra thực hành. Các con thấy Chúa Giêsu nói về người mẹ, ai là mẹ tôi, ai là em tôi, đó chính là người thực hành thánh ý của Chúa Trời. Thì chắc chắn mẹ Maria đã thực hiện thánh ý của Chúa, Thiên Chúa Cha. Cho nên Chúa Giêsu nói ai là mẹ tôi, ai là mẹ tôi. Maria là người thực hiện thánh ý của Thiên Chúa một cách tốt đẹp cho dù rằng là mọi hoàn cảnh khó khăn từ lúc cung mang cho tới lúc Chúa Giêsu chết trên cây thập giá. Đó đến thánh Ca-du-xê cũng thể hiện là một người nằm trong người cha trong gia đình một cách rất là tốt đẹp. Người cha thì mang cái tính là khỏe mạnh, mang cái tính là bảo bọc ở trong gia đình, con đi trong trang tin mừng. Theo trong trang tin mừng là khi mà nghe tin cũng như là Herodes sẽ là giết tất cả những trẻ em từ 2 tuổi trở xuống thì đang đêm là hắn như sẽ dẫn cả gia đình của mình đi trốn xa một cái tinh thần bảo vệ gia đình của mình trước một cái sự dữ, trước một cái tin hung tin.
ông rồi cũng bảo vệ ta, lắng nghe lời Chúa, rồi là đánh đồn nghe bảo hộ anh đem cho Giêsu trở về quê ở Israel, và nghe xe để ngõ một cái việc lên kế hoạch còn an tâm hơn. Thì này kéo nhau cả về quê, chọn cái Nazareth là cái quê nghèo, là cái nơi để định cư. Họ thấy hiếm phải đi xe cũng đã lắng nghe và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa ngay từ lúc đón nhận là sứ phận truyền tin cho tới lúc là con trẻ càng lớn thêm tuổi thêm khôn ngoan và vất vả với Chúa Giêsu rất là nhiều. Khi Chúa Giêsu 12 tuổi đã đi lên đàn thờ rồi cùng với bố mẹ nó về lạc mất rồi ngày này quay trở về Việt Nam để tìm con của mình, vất vả và bố mẹ đã người trẻ rất vất vả ngoài cái nghề nghiệp là thờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thánh gia cấp, chúng ta xin Chúa thánh hóa các gia đình và nhìn giữ họ trong tình yêu trung tín. Hàng năm, cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ con. Xin Chúa cho các gia đình đi tôn giáo luôn biết trân trọng phẩm giá hôn nhân, quả đại đón nhận con cái là ơn Chúa ban và chấp nhận hy sinh để gìn giữ tình.
Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên mọi dưới hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đây là một niềm vinh.
Thank you.
ta những lời cầu nguyện. Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bảo điện thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh nhân để sau đời hậu ái được cùng Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu Chúa thôi.
đời sống chứng nhân niềm tin bằng việc chăm lo xây đắp gia đình.